phương pháp điều trị bệnh nổi mề đay ở trẻ hiệu quả tại nhà. Mề đay là một dạng bệnh lý dị ứng phổ biến ở trẻ. Biểu hiện của bệnh là sự xuất hiện dày đặc của các nốt sần mề đay ở khắp nơi trên cơ thể trẻ, thông thường sẽ kèm theo biểu hiện ngứa ngáy rất khó chịu. Bệnh làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Đặc biệt, nếu không điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính và để lại những hệ quả nghiêm trọng với sự phát triển của trẻ. Các mẹ có thể tham khảo phương pháp trị bệnh nổi mề đay ở trẻ sau đây để đạt hiệu quả tối ưu khi điều trị tại nhà. Bước 1. Xác định nguyên nhân gây bệnh và biểu hiện đặc trưng. Khi trẻ xuất hiện các nốt sần mề đay một cách bất thường, cần xem xét trước đó khoảng 24 tiếng trẻ có ăn uống hay tiếp xúc với những tác nhân lạ nào hay không. Các tác nhân gây bệnh đó có thể kể đến như sau: thực phẩm trẻ ăn, sữa mẹ, đồ vật xung quanh, thuốc, thời tiết, côn trùng. Nếu vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để xin ý kiến tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa. Một số biểu hiện đặc trưng khi trẻ bị bệnh nổi mề đay bao gồm: ngứa trên da. Đây là biểu hiện đặc trưng nhất khi trẻ bị nổi mề đay. Trẻ sẽ gãi liên tục, nếu không can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến tổn thương da và rất dễ bị nhiễm trùng. Nổi các nốt sần khắp người, thường xuất hiện không cố định ở vị trí nào cả, hình dạng có thể tròn hoặc không đều, kích thước khác nhau từ vài mm đến vài cm, màu sắc cũng sẽ khác ở vùng rìa và trung tâm của nốt sần. Thường thì các nốt sần có khả năng phát triển thành mảng lớn nhưng sẽ lặn đi trong khoảng thời gian ngắn và không bị tổn thương da nếu không gãi. Bước 2. Cách ly trẻ khỏi các tác nhân gây dị ứng và làm giảm triệu chứng. Khi xác định được các tác nhân gây dị ứng, cần cách ly trẻ khỏi tác nhân đó ngay lập tức. Tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hóa chất nào trong hoạt động hàng ngày như sữa tắm, dầu gội, phấn rôm vì nó sẽ làm nặng hơn triệu chứng. Nếu trẻ bị dị ứng do côn trùng cắn hay dị ứng với môi trường xung quanh thì cần dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong nhà, giặt giũ chăn ga gối nệm, không cho trẻ gãi lên vùng da bị nổi mề đay và đeo bao tay cho trẻ để tránh nhiễm trùng. Bước 3. Điều trị nổi mề đay bằng bột tắm thảo dược thiên nhiên. Sử dụng bột tắm thảo dược thiên nhiên có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, làm sạch da như bột tắm chem nhân hưng để tắm rửa cho bé hàng ngày cũng giúp làm giảm tình trạng nổi mề đay ở trẻ. Được chiết xuất từ thảo dược, bột tắm chem nhân hưng rất an toàn, tiện lợi, không gây tác dụng phụ nên mẹ có thể dùng để tắm cho trẻ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu tình trạng nổi mề đay của trẻ có dấu hiệu trầm trọng, lan rộng và sưng tấy thì mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, bởi rất có thể trẻ cần được sử dụng thêm thuốc uống để điều trị dứt điểm từ bên trong. Cảm ơn bạn đã xem kênh Vui Khỏe Mỗi Ngày được bảo trợ bởi nhãn hàng bột tắm chem nhân hưng. Bột tắm chem nhân hưng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm ngứa, sạch da, giúp điều trị các bệnh tràm sữa, viêm da cơ địa, hằn tã, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhé!